giờ nhí qua tía nha cả nhà. Thì Hậu với anh Tài với anh Trầm thì kéo dằn mảnh mà dằn lưới cốt quá trời à, không biết nay sao đây. Nhí qua tía kéo dằn đầu tiên. Nay cờ hơi mệt đó chứ ha. Mặn này. Cái dừa. Này hơi mặn này tía ơi. Lọt ra đó. Giờ gỡ trà với gỡ bọc quá trời luôn nha cả nhà, chưa thấy gì trời, nước quá trời xuống gỡ liệt liệt. Gì dưới đó cá à? Ừ, cá mới dính còn sống. Cá đực đó, cái con này có phải nhiêu tía? Ký 8 à, cũng được đi. Nãy giờ kéo gỡ trà với gỡ bọc không. Này chắc hơn ký 8. Nông mặt lưới không ra. Cả 2 ký. Đó, được con nha cả nhà. Nãy được 2 con nữa. Gốc hay gì ta? Gốc rồi. Danh với anh Trầm với Hậu với anh Tài ở chảnh không biết sao thấy kéo lâu quá. Nãy giờ mà chưa rồi. Mưa. Giờ mới được con ký mấy không biết ở chảnh sao, nghe nói chảnh cũng dữ lắm. Gác cũng gần tới cờ nha cả nhà, mà chưa thấy kéo hoài mà không hết. kéo hết nổi rồi. Ồ chà. Quá trời lên chà. Cây lá. Gà nữa nghe cả nhà. Thứ nó như vậy nè cả nhà. Gà bọc bệnh. Gà khá là nhiều. Nó bận với bọc dữ lắm, vừa mỏ dữ lắm mà con không biết có con nào không. Mình bọc không nhiều mà chà, sắp hết lưới nha cả nhà, sắp hết dần đầu tiên nha. Mà chà nó vẫn còn lên.
tới cây cờ nó còn dính trà nó. Tới cờ mà nó còn dính trà nữa. Xe lưới luôn. Xe gì chì. Quá xe lưới luôn. Tôm càng. Gỡ luôn đi tía. Nhìn cả nhà. Tôm càng rồi bọc. Cây nữa. Tôm càng già cả. Cây cờ mà dính trà luôn. Xong vàng thứ nhất, chuẩn bị chạy qua kéo vàng thứ hai nha cả nhà. Cày nó lên nữa. Mình tiếp tục kéo vàng thứ hai nha cả nhà. Dàn này sao mới kéo lên đỡ hơn dàn kia đó nha. Có lá cây. Này đỡ rồi tí. Này thấy ít trà. Hả? Không có trà. Nãy bị đi lưới nhà nước bình lên này. Trắng trắng vậy đi cho nó khỏe. Trà bự dễ gỡ hơn trà dăm. Bị xe lưới luôn rồi cả nhà. Trời, xe tắt máy gỡ tiếp tiếng cả nha. Quá trời bị xe lúc này.
hết vàng thứ hai à, còn vàng nữa, quá trời mệt. Nhà mình tiếp tục kéo vàng thứ ba nha cả nhà. Hai vàng kia quá trời đuối, chà với bận hơi nhiều. Vàng thứ ba không biết sao đây. Kéo từ 3 giờ đó. 3 giờ mà kéo hai vàng, mà kéo tới 6 giờ mà mới gọi hai vàng à, còn vàng thứ ba nữa. Không biết vàng này sao đây. Mới lên sao thấy bọc người ta, mới lên sao thấy bông lao rồi. Hy vọng là vàng này có cá, nãy giờ ba vàng dính con một. Hy vọng là vàng này có cá mới được cả nhà, quá trời mệt. Có trà nữa rồi. Sao bữa nay mà trà với dừa mỏ nhiều quá. Giờ Nhí sẽ tắt máy gỡ tiếp nha cả nhà. Những nào có cá thì Nhí sẽ quay cho cả nhà xem. Mưa luôn cả nhà. Ôi gì thế, cá 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 cái hả thế này, hai ký mấy à, thôi đực cũng được đi. Đây nhà cá cái hên, nhờ nhận này có cá. Không có cá rồi bữa nay si rồi, quá trời mệt luôn cả nhà ơi. Vàng này nó 7 giờ chưa rồi, vàng này nó đỡ hơn hai vàng kia nha cả nhà. Vàng này thì nó không có cây gì hùng, lai gai à. Cá sủ vô phan. Có hy vọng. Có động lực hả thế. Nãy giờ kéo quá trời mệt, chà với bọc không. Thì dàn này đỡ ha, dàn này lấy gai à, không bằng hai dàn kia gì gì vậy. Ê cá đực hả, mấy ký chứ, con này bự rồi nghe. Kêu rồi tía ơi, cá đực nghe cả nhà. Đó chắc được cả 2 ký rồi đấy, tới không, ký 8 mà dính được cá 3 cũng có tiền. 200. Ký 200 hả thế? 180 à. Ốc. Quá đã vàng này lấy lại không á. Hai vàng kêu quá trời mệt, vàng này lấy lại à. Đó. Cá đực nha cả nhà. Tại vàng này nó không có bọc với trà nhiều nè, với lưới nó sạch đó mới có cá. Phải chiều quýnh bên đây được hết á, tại quýnh bên đây có vàng nha cả nhà, quýnh bên kia hai vàng mà bên kia nước nó xuống không à,
bị hết hai vàng. Bên đây vàng này thì trắng tươi à, bởi vì có cá bọc thì lai gai với chà lai gai à, nó không có nhiều. Hai con đó nhiêu tía? Nhiêu tiền á? 500 với con nãy trăm mấy nữa, cũng sáu bảy trăm rồi ha, với hồi chiều nữa triệu mấy rồi. Chịu có thì nó có vậy đó cả nhà, mà nó không có rồi là không có con nào hết á. Kéo mà bị chà rồi thêm mắc mưa nữa, bây giờ 2-3 đám mưa rồi cả nhà. Kéo từ 3 giờ tới giờ 7 giờ mà chưa rồi ba dàn lưới nữa. Vừa kéo vừa gỡ mà té, bởi vì nó lâu. Quá trời rồi cả nhà ơi, gần tới cây cờ rồi mà lên xuồng bận rồi nè, bận với bọc nó dính gì kìa. Quá trời rồi tía ơi, tía kéo hết nổi luôn rồi. Này cũng gần 2 tấm lưới nè cả nhà. Khúc trong thấy trắng tư ra ngoài, cái ngoài lạch cái nó bị bọc với bệnh. Quá trời ơi. Giờ Nhí sẽ tắt máy kéo tiếp nha cả nhà. Quá trời ơi, lên hết nổi rồi. Đó, lên bựng. Đen thui rồi, khúc này đen thui nè. Giờ kéo xong nha cả nhà, giờ mình chạy về nhà, mình sẽ quay thành quả cho cả nhà xem. Quá trời cả nhà, một đống luôn rồi. Giờ mình chạy sẽ quay máy chạy về nhà nha cả nhà. Dành với anh Cầm đồ đang ở nhà, với Hậu với anh Tài, mình chạy về. Con này có được hả? Có được 50. Đây là thành quả của anh Trọng nha cả nhà. Còn con nào được nữa không? Con màu hả? Trời sợ này tất vậy. Nhờ dàn cuối á. Nhờ dàn cuối hả? Cuối rồi hai con á. Mà hốt lại được mớ nữa. Mớ gác hay gì? Mớ gác với bệnh. Quá trời, xuồng bên đây còn giữ dằn nữa, giờ thấy xuồng thẳm không? Rồi, cần mấy con này đi. Đó giờ cũng mới từng thấy cảnh này luôn. Nhờ con đực nó dính ha. Ôi cũng này cũng bọn nè. Chịu mấy. Mấy ký anh? 7 ký yếu. 7 ký yếu hả? Này xô 1 ký nhiêu? 101 hả? Mới tôm càng. Xảy hết con, không lén. Vậy đó hả? Bữa nay em bệnh cũng xảy con. Rồi với con cá cóc nữa nè cả nhà. Con này cũng ký hoài. Vậy là bữa nay con cá này được, con cá được mấy trăm hả anh Trọng? 300 với này 800 không? 7 ký hả? 7 ký với cá cốc luôn. Hả? 1 triệu mốt. 1 triệu mốt hả? 1 triệu 2 á. Bữa nay anh Trọng mặc dù là lưới bị sự cố nhưng mà cũng được 1 triệu mấy nha cả nhà. Còn anh em mình thì cá nấu lẩu hết rồi. Cho cá vô thùng góp để vài bữa đi cân cho lái. Ốp cá cốc luôn để mai mình kho lạc diện cơm. Quá trời mình sống nhất luôn á hả? Mình sống nhất kéo Hậu la trời không á, 4 người kéo đó, giờ cũng mới từng quýnh lưới mà 4 người kéo
cá cóc, kho lạc dầm bần ăn với bắp chuối nha cả nhà. Đây có hàng chất mặn. Bây giờ mình bắt đầu làm cả nhà. Đâu rồi không ăn cá cóc vậy này. Cá cóc lẻ lắm à. Với lại bần nữa. Mở lên đi. Quá trời mở vậy. Mở nãy mà thấy bần ra. Cái tay giúp chịch luôn. Cá này siêu béo à. Hả? Ba gọi à. Nói gì nữa nhé. Nhớ đợt mình đi du lịch miền Tây là cá cóc ăn ngán luôn á. Mà ở đây lâu lâu mới dính con. Tới mùa nó mới về. Ừ. Tại vì loài cá này sống nước ngọt mà. Mấy tháng mình ở đây nước mặn đâu có đâu. Trời mấy tháng này ui 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 ui. Có nắng cũng vài tiếng hồ bây giờ, mưa tiếp rồi. Quê em hai mùa mưa nắng à. Cháy tử đâu rồi cũng không ăn lẩu bần kho bần nè. Này có cá cóc thịt nó béo kho bần chua 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 anh em ăn cơm buổi sáng. Mình cho vô miếng nước mèo cái nè, cái này được heo nha, có mèo nha. Thêm miếng nữa. Ừ, cũng ngã màu nhiều quá sợ nó bị đắng rồi cả nhà. Mình kho lạc thì mình xài nước màu, mình sử dụng hành, còn mình nấu canh chua thì mình không có nước màu, nhưng mình sử dụng ngò hay là quế gì đó. Bắt đầu nêm nha cả nhà. Cho gia vị vô, đường, muối, đường ngọt. Làm thêm một nửa giá nước mắm cho nó thơm cả nhà. Mình thả cá vô. Cho nó sôi lên mình thả cá vô, cho cá vô nha cả nhà. Ôi mở rồi kìa nhí. Cá này bao ngon. Sao cũng ngon lắm nha. Ừ. Ngon quá trời nha, mình lại nhìn thấy ngon. Ừ. Cá này thử nấu đi. Ngon độ béo đó. Lâu quá không ăn bắp chuối đập. Lâu quá không ăn bắp chuối nướng luôn. Có gì nướng đâu. Có gì nướng đâu ăn. Mùa này thất bát quá cả nhà ơi. Mong cô chú anh chị xem video ủng hộ anh em mình nha. Để mùa tới anh em mình chúng sẽ làm video nó hấp dẫn hơn. Đập rồi ăn bắp chuối nướng nha. Có gì để nướng để ăn. Đó mồi tôm ăn không hết. Dạ. Mồi cá ăn quá. Nói chung mình làm YouTube bơi săn bắt á là ở cái khu vực của anh em mình á, là sợ nhất á, là cái khoảng thời gian là từ tháng 4 cho tới tháng 7. Ừ. Chỉ có con cá sủ thôi chứ mấy cái con kia nó hạn chế là, đó. Là tháng hết mùa tất cả các loại cá luôn mà, chỉ còn cá sủ à. Ừ. Tôm, cá ngát đồng hết luôn. Cứ mưa. Chúng anh em mình gặp khó khăn trong 3 tháng này. Tại vì con cá nước đổ nó không bằng, không có nhiều bằng con cá nước mặn lên. Ừ. Cá nước đổ là không có cái mặt hàng cá ngát, cá quát nhiều. Chủ yếu là con cá sủ thôi. Cá cóc, cá cha, cái này nọ đó. Còn mình cái mùa nước mặn lên thì mình vô được cái mùa tôm càng nè, cá ngát, cá quát, bông lau, mập nhám, mình được mấy mặt hàng. Ừ. Mà lúc đó cái chủ đề đi nó rộng hơn. Ừ. Đi mò, đi đặt lờ, đi lưới, đi mùa đó là nước nó sát mà mình dễ ấy hơn. Ừ. Mấy tháng này thì tháng 5 rồi, chắc
chắc là anh em mình cũng còn khó khăn thêm 2 tháng nữa. Rồi năm nay trúng cái sủ thấy nói vậy chứ cũng đâu có trúng đậm đâu. Không có trúng mạnh. Nhiều, dính dính nhiều quá thì con nó nhỏ, là dính ít con bự. Cái sủ này nó trong mà nó trúng nhiều. Không bằng năm ngoái anh Trọng ha. Đồ xấu quá, tháng 1 nó mới nhiều. Tháng 11 phải không? Vừa chuẩn bị lò. Thì lúc đó là ở dưới chạy lên. Nó gần cuối vụ. Chứ được 2 tháng. Danh cũng chia sẻ với cô chú anh chị mình là cái chương trình săn bắt của anh em mình với lại cái vụ mùa của ngư dân ở đây luôn. Cái tôm cá này cũng như là mùa trái cây. Nó có theo mùa. Theo mùa. Cho hành với ớt chung cả nhà. Bữa cơm sau một ngày coi như là cũng khá là vất vả của ngư dân. Giờ mẹ ngắt xuống cho nó chuyện còn cá cóc này để họ lạc ăn. Cho ra dĩa luôn nhìn. Hả? Cho ra dĩa luôn. Anh Tài là ít ăn cái cốc của anh em mình nè. Có 5 cái bắp chuối đập xong rồi mình ăn hành vô. Cho tại cái đó đi. Vô anh Tài, chén vô anh Tài để nó rớt. Bà bảo tiếp em anh. Làm cái đầu đi. Cái này anh em ăn nhí nha. Anh em ăn nhiều quá. Không có gì anh ơi. Hôm qua anh kéo anh dính anh dễ trễ nhất nè. Anh gỡ trà nhiều hơn em. Anh phải thưởng thức cái đó. Vô anh chào mày. Thức rồi, cảm ơn em luôn. Kìa mở rồi anh nè. Nguyên một cục mở nè ha. Con cá này mở đi. Sáng anh Tài anh mới xịt xài xong rồi. Đợi anh lên ăn. Anh em đi chung rồi. Đợi lên ăn dành. Gỡ lưới. Gỡ lưới chung. Sáng mọi người cá bắp chuối đều vậy. 50 năm cái. Bây giờ đi kiếm bắp chuối xa quá. Thay mặt năm em chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, mời cả nhà ăn cá cóc kho lạc với anh em mình nha. Hôm nay tính ra 6 lần mà hậu đi đám giỗ này nha cả nhà, nên hậu không có tham gia chung với anh em mình. Mong lắm ăn cá cóc không ngon lắm anh chẳng ăn để ăn thuộc mỡ ăn cá cóc thôi. Nói làm cái lượng cá cóc nha cả nhà. Nó béo danh ơi. À nó không có ngán nha. Đã luôn vậy này. Lâu quá không ăn hằng lại nó ngon. Không ngán bằng béo bằng con bông lau. À cái mỡ nó chỉ nhảy vừa thôi. Tại thưởng thức cái má. Cái má. Cái má. Cái thịt nó béo. Hai bác gọi vậy. Nè bác gọi nè. Cái béo. Cái ngát đâu lại nó đâu? Đâu có qua. Tới mùa đang bé. Anh đi theo em ở ngoài đăng cá cóc được trời béo mà thơm nữa. Cá này nó không có tanh nha, mà đặc biệt con cá cóc này nó giống như con cá dảnh như cá mẹ. Anh kho hay là anh nấu lẩu gì anh phải để cái vậy. Đúng rồi. Mà anh cá dảnh nó ngọt nó béo lắm, ngon hơn. Nếu mà đánh cái dãy ra là cá nó sẽ bị cứng. Đúng rồi. Cá cóc đánh dãy là không ngon nha. Phát đi đó. Khó. Mình được mắm khổ phần ăn người bắp.
Cái này là bắp chuối nướng. Lâu quá là không có tôm gì cho ăn nướng bắp chuối. Ăn bắp chuối ăn này là mới giòn nè. Ừ, phải chính xác. Ăn cái củi phải không? Ừ, củi giòn, bùi. Cá này quá trời béo. Quá trời béo mà nghe biết béo rồi anh Trầm. Cá này mà, dành nè. Mở. Cá này mà chưa qua ăn cá tư cái nữa hay nhanh. Ừ. Còn bằng. Tại như qua mình ăn về ăn đậu thái rồi. Ừ. Chào anh Tài. Ngon. Đâu không? Không ăn cái này. Cá cóc không? Ừ, cóc. Ở đó giờ ít ăn hả? Như đó giờ không ăn luôn. Chưa ăn cá cóc lần nào luôn hả? Chưa luôn. Hôm nay ăn là mai mốt kiếm ăn nữa ha anh Tài ha. Vậy đi sắm vàng đăng tới mùa đăng đi anh, đi theo em. Đấy, đã luôn á. Nó trúng rồi không biết. Là ngất ngay luôn á. Là uống đi chứ. Không còn gì ăn hết. Cóc rồi cũng béo mình. Năm nay mình được ăn cá cóc sớm là mình mừng nha. Ừ. Cái mọi năm là tới tháng 8, tháng 9 nè. Năm nay cá cóc cũng sớm. Năm gọi có 1 con màu hay chưa? Gọi 1 con màu. Năm gọi mình không có nước đăng nữa. Có đang được giá, giá con cá ngắt bệnh. Tại em đi theo, đãi em nè. Ừ. Đừng đẹp. Đi theo dính nguyên chuồng trà với bọc. Dù mỏ làm lum. Kéo dàn lưới mà từ 3 giờ chiều mình về tới nhà gần 8 giờ tối mà. Quá trời luôn. Khủng khiếp thiệt. Thường thường kéo tía kéo 3 vàng có tiếng mấy gì không? Ừ. 4 tiếng rồi. 5 tiếng chứ, 3 giờ tới 8 giờ. Quốc vàng gửi đó, rồi vàng đầu là hết đứt tiếng gửi rồi đó. Tiếng gửi. Còn bên em á, kéo lưới á, thường thường là kéo 2 người, bên em kéo có 1 người mà. Khỏe. Nó xe lộn. Vậy chứ đi xe, sao? Rồi sao nắng, xe được té, được té. À, dính mà 2 người kéo á, nó còn khỏe khỏe hơn 1 người. Ừ. Nó cũng chia ra bớt á nhầm. Ừ. Còn này nó thành sợi dây ruột luôn à. Giống như con dây buộc ghe. Ừ. Nó xe tròn con dây mỏ đâu, dây mỏ ghê nhỉ. Quá trời dây mỏ. Không thiệt nó có lý. Vừa rẻ. Ừ. Cặp bé xong người ta đâu có mua á. Ta bỏ cho bụng luôn á. Cái ra vừa mỏ dữ vậy. Nó nói có lý á. Tại vừa có 30 ngàn cặp bé xong ai bẻ làm gì. Mấy cái dừa cao quá đúng không? Ừ. Mình tay 30 với mấy dùng sâu sâu trong đó. Ờ dài dài dưới con không được 30 ngàn nữa. Ừ, béo. Ừ. Tới không? Tới. Anh Tài thì cá ngát, tôm càng này nó ăn rồi. Nhưng mà ăn cá cóc này. Đi với anh em mình bữa nay mới ăn. Thôi bới luôn. Nghe cá cóc thấy lạ không anh Tài? Thơm. Nó từ 2 kg lên á. Ăn một cái còn đã nữa. Bây giờ dính con 2 kg 8 3 kg gì đó vậy. Ừ. 2 kg 8 quấn trên cồn á. Bụng anh Tài giống như thịt ba gọi của mình ở đây vậy đó. Sới. Sới thịt sẽ mỡ. Mỡ nó vàng ha. Nhớ hoài cá đó 2 kg 8. Chỗ anh em thì nhiều khi đánh cá dính bự hơn không chứ anh em mình đó giờ đánh có cá bự đó. Cá cóc 2 kg 8 là bự nhất rồi. Có nghĩa có dùng trên anh có cá bự. Ừ. Đây dùng trên mấy cái bè á. Ừ. Cặp bè nó ăn. Cặp bè đâu á cá bự lắm. Nhìn nó là số lượng nó nhiều hơn của mình như này. Ừ. Cá này không biết hết xương ha. Nó cá nhỏ xương dữ lắm rồi nha. Nó y như cá dảnh như cá mẹ vậy đó. Nhưng mà cái con cá nhỏ cá bự này thì nó ít xương như hai cá kia vậy đó. Năm anh em mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.